Điểm danh những doanh nhân Việt nghìn tỷ tuổi rồng, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, sinh năm Nhâm Thìn 1952, bà có trình độ học vấn kỹ sư điện lạnh, bà nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 8, bà nắm giữ tài sản có 49,87 triệu cổ phiếu RI, tương đương khoảng 2.803 tỷ đồng. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, CTCP. Ông Đặng Thành Tâm sinh năm Giáp Thìn 1964, ông có trình độ học vấn kỹ sư hàng hải, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Tài sản ông đang nắm giữ có 29,06 triệu cổ phiếu ITA, 138,67 triệu cổ phiếu KBC, 35,06 triệu cổ phiếu SGT, tương đương 4.799,2 tỷ đồng. Ông Lương Chí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Ông Lương Chí Thìn sinh năm Bính Thìn 1976, ông có trình độ học vấn cử nhân kinh tế. Ông nắm giữ khối tài sản có 104,89 triệu cổ phiếu DXG, tương đương khoảng 1.987,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm Bính Thìn 1976, hay còn gọi là Bầu Thụy. Ông Thụy có trình độ học vấn cử nhân quản trị kinh doanh. Ông nắm giữ tài sản gồm 61,63 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1.075,4 tỷ đồng.